Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện 32 câu trắc nghiệm giới hạn dãy số và giới hạn hàm số. Còn phần liên tục thì thầy sẽ để dành ở video tiếp theo. Các bạn có thể là bấm dừng video và chúng ta làm thử. Đầu tiên đây chính là 22 câu. Sau đó chúng ta có tiếp. Mười câu. Chúng ta bắt đầu. 32 câu này thầy sẽ kết hợp giữa hai phương pháp, đó chính là tự luận và sử dụng Casio để chúng ta thực hiện. Một số bài chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta đã có ngay kết quả, nhưng mà một số bài thì chúng ta phải sử dụng đến Casio thì mới giúp chúng ta giải nhanh được. Thầy nói ở đây là giải nhanh chứ hoàn toàn tự luận chúng ta có thể là giải được tất cả. Thì đầu tiên thầy nói sơ qua một số ý. Ví dụ như câu số 12 chẳng hạn. Yêu cầu tính giới hạn ln khi x thứ hai của 2x bình trừ 5x cộng 2 chia cho x mũ 3 trừ 5x cộng 2. Thì công việc đầu tiên chúng ta nên thay số 2 vào tử và mẫu xem thử là nó có phải là dạng vô định hay không. Nếu nó là dạng vô định thì chúng ta tìm cách khử đi. Thế số 2 lên tử. 1 là chúng ta nhẩm, 2 là chúng ta sử dụng máy tính, để chúng ta tính. Ví dụ ở đây, chúng ta có thể thấy ngay là 4, 8, 10, trừ 10 là 0. Ở đây là 8, 10, trừ 10 là 0. Như vậy đây chính là dạng 0 chia 0 chia 0. 0 chia 0, đối với bậc 2, chúng ta có thể tách là đưa hệ số A ra ngoài x trừ nghiệm thứ nhất nhân x trừ nghiệm thứ hai. Nhưng đối với bậc 3, nếu nó không có 2 hoặc là 3 nghiệm đẹp, thì chúng ta nên sử dụng hóc niê để chúng ta xử lý. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy bài này nó mất của chúng ta khá nhiều thời gian thì chúng ta có thể sử dụng máy tính. Thì ở video trước thầy có nói sơ qua có hai cách. Một là chúng ta chọn giá trị gần đúng. Hai là chúng ta sử dụng đạo hàm. Ở đây, ví dụ thầy có thể chọn giá trị gần đúng xem thử như thế nào. 2x bình trừ 5x cộng 2 chia cho mẫu x mũ 3 trừ 5x cộng 2. Thầy chọn giá trị gần đúng. Ở đây x tiến tới 2 thì thầy có thể nhập 2 phẩy bằng 3 phần 7. Chúng ta chọn đây là đáp án. Đáp án C. Thì để thuận tiện cho việc chúng ta sử dụng máy tính thì thầy sẽ dán hai cái số lớn vào CD và hai cái số rất nhỏ vào EX. Ví dụ thầy gán có thể là gán 10 mũ 5 hoặc là 10 mũ 6 chẳng hạn. Thầy gán vào C. Thầy gán 10 mũ 10 vào D. Tương tự thầy gán ở đây là thầy để là 6 số 0. Thầy gán vào Y và tiếp tục. Thầy có thể tăng lên là 9 số 0. Thầy gán vào F. Câu 13. X bình trừ 3x cộng 2 chia cho x mũ 3 trừ x bình cộng x trừ 1. Ở đây nếu chúng ta làm theo kiểu tự luận chúng ta thấy ngay chúng ta rút x bình ra thì đây là x trừ 1, chúng ta đặt nhân tử chung x trừ 1 thì làm cái tốc độ nó cũng gần như là tương đương. Chúng ta bấm máy như thế này. Chúng ta gọi x tiến tới 1 trừ 1 phần 2. Như vậy đó chính là đáp án C. Thầy nói thêm một vài ý. Khi x tiến tới dương vô cùng hoặc là x tiến tới âm vô cùng thì sao? X tiến tới dương vô cùng thì chúng ta có thể thay số đó là số lớn. Ví dụ khi nãy thầy đã gán vào CD. Đây chính là mình xem thử. Đây chính là dương vô cùng. Còn nếu âm vô cùng thì chúng ta chỉ việc là trừ d là xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học.
Câu số 1. Phần 1 đây chính là giới hạn dãy số khi người ta không có cho n tiến tới đâu, tức là đang về giới hạn dãy số, n của chúng ta chỉ tiến tới dương vô cùng. Bên giới hạn hàm số người ta sẽ ghi rõ y tiến tới dương vô cùng. Đối với dạng này chúng ta không có nên chúng ta sử dụng máy tính, mà chúng ta có thể làm tự luận nhanh như sau. Bởi vì khi chúng ta báo máy thì nó sẽ mất nhiều của chúng ta nhiều thời gian hơn. Ở đây đây chính là 3n, ở đây chính là trừ 2 mũ 3 nhân cho n mũ 2 mũ 3 thì ra n mũ 6 chia cho 3n bình. Thì khi đó chúng ta xem thử bậc tử lớn hơn bằng mẫu, số đây là số số âm nhân cho, rõ ràng n đây là n mũ 7 chia cho n mũ 2 ra n mũ 5. Bài này đáp số là 5 vô cùng. Chúng ta tiếp tục câu số 2. Cũng cách làm tương tự. Nhưng mà ở đây thay mẫu là 3n mũ 7 thì trên tử nó vẫn là 3n nhân cho trừ 2 mũ 3 nhân cho n mũ 6 chia cho 3n mũ 7. N mũ 7 chia n mũ 7 hết, 33 hết, còn lại là trừ 2 mũ 3 thì ra trừ 8. Đây chính là phương án. Chúng ta qua câu số 3. Câu số 3 này nếu bạn nào không quen thì sử dụng máy tính. Nhưng nếu bạn nào chịu khó xem những video trước của thầy thì chúng ta có thể làm nhanh như sau. Công việc đầu tiên, chúng ta đưa về cùng số mũ. Thật ra tương tử chúng ta chỉ quan tâm đến 3 mũ n, ở đây là 2 mũ n. Chúng ta quan tâm đến cái cơ số lớn hơn. Như vậy tương tử nó chính là 3 mũ n. Dưới mẫu 4 mũ n. Rồi bài này chắc chắn đáp số nó là không. Hoặc là ngay từ đầu chúng ta nhìn thấy đây là 3 mũ n với lại 4 mũ n, chúng ta lập tức chúng ta ghi ngay giới hạn của nó là không. Và thầy cũng nhấn mạnh lại một điều là thầy đang làm trắc nghiệm nên có một số bước là thầy sẽ làm theo kiểu trắc nghiệm. Chứ nếu mà tự luận thì đương nhiên chúng ta phải làm bài bản, chúng ta phải rút ra, chúng ta phải chia xuống. Và tới đây chúng ta cũng không được là ghi ngay là số 0, mà chúng ta phải đưa vào dạng đây chính là 3 phần 4 mũ n. Và ở đây chúng ta có cái lưu ý tức là gì? Lim quy mũ n nó tiến tới 0 nếu là quy nó nằm ở trong cái khoảng là trừ 1, 1. Và tiến tới dương vô cùng nếu quy lớn hơn 0. Chúng ta tiếp tục câu số 4. Trong các giới hạn sau giới hạn nào là bằng 1 trừ 1? Đa thức chia thức. Chúng ta nhớ nếu bậc tử lớn hơn bậc mẫu thì là vô cùng. Bậc tử bằng bậc mẫu ra số và bậc tử bé hơn bậc mẫu thì ra không. Như vậy ở đây là số trừ 1. Cái này là không. Vô cùng. Vô cùng. Đây. Bậc tử 2, bậc mẫu 2. 2 chia cho trừ 2, trừ 1. Câu 5. Đối với người ta cho dạng như thế này thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải rút gọn trước 1 chia cho 1 nhân 2, đây chính là 1 trừ cho 1 phần 1 phần 2, 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng phía sau là 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Và tương tự cuối cùng 1 phần n trừ 1 phần n cộng 1. Chúng ta thấy ngay, chúng ta rút gọn thì sẽ còn lại là 2 trừ 1 chia cho n cộng 1. Và đương nhiên giới hạn này là bằng 2. Câu số 6. Thì ở đây chúng ta thấy nếu mà chúng ta sử dụng là 1 phần 1
trừ 1/3 thì chúng ta sẽ thấy ngay khi chúng ta quy đồng lên thì nó phải là 2 chia cho 1/3. Ở đây dư số số 2. 2 1 là 1, 3 1 chia 2, 5 3 chia 2. Tương tự chúng ta cũng dư dư hai thành tử. Thì như vậy tất cả đều dư hai thành tử thì phải chia 1/2 rút gọn. Tiến tới 1, tiến tới 0, quay lại đáp số 1/2. Chúng ta qua câu số 7. Câu số 7 chính là tổng của các số nhân lùi vô hạn. Thì theo công thức nó sẽ bằng U1 chia cho 1 trừ trừ Q. Ở đây U1 của chúng ta là bằng 1/3. Và công bội của chúng ta nó cũng chính là 1/3. Thì chúng ta chỉ việc là ráp công thức vào, chúng ta tính là xong. Đáp số là 1/2. Câu số 8. Câu số 8 này nếu bạn nào không quen thì chúng ta sẽ làm theo Casio. Bây giờ câu số 8 này thầy sẽ làm bằng hai cách. Cách 1 là Casio. Và cách 2 là chúng ta sẽ làm theo kiểu tự luận nhưng mà làm theo kiểu nhanh. Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem thử là chúng ta đã bấm chính xác hay chưa. N tiến tới dương vô cùng, như vậy chúng ta có thể gọi đây chính là giá trị D của chúng ta. Không. C. Lưu ý một số bài toán thì Casio có thể gây chúng ta sự nhầm lẫn, bởi vì trong máy tính là một số phép toán nó làm tròn dẫn đến cái kết quả của chúng ta nó sai. Thì bài này chúng ta xem thử nếu chúng ta thay cái giá trị là C, tức là giá trị nhỏ hơn, ở đây chính là 3,5 thì nó lại đây chính là nó lại nghiêng về cái này. Bây giờ chúng ta lựa chọn phương án nào, B hay là C? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tự luận xem thử. Như vậy câu này các em phải lưu ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu xét. Đây chính là dương trừ cho dương, đây chính là dạng dạng vô định. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhân liên hợp N. N bình cộng N cộng 1 trừ cho N bình trừ N cộng 6. Thì trên tử nó sẽ còn lại là 7 chia cho N bình cộng N cộng 1, N bình cộng N trừ 6. Chúng ta thấy ngay đây là bậc tử là 1, bậc 1 cũng là 1, nhưng có bao nhiêu chỗ mà xuất hiện N? Thì chúng ta thấy là chúng ta có hai chỗ. Khi chúng ta rút n ra khỏi thì khi đó chúng ta sẽ được đề là 7. Vậy đây là 1 cộng 1. Như vậy đáp án chính xác đây chính là đáp án B.
chúng ta qua phần giới hạn hàm số. Công việc đầu tiên là chúng ta thay giá trị vào tử và mẫu. Nếu nó là dạng không chứ không thì chúng ta xử lý, còn nếu không phải thì chúng ta sẽ làm trực tiếp. Trừ 2 thay thành tử 0 0 như bài này. Nếu là tự luận chúng ta sẽ nhân được hợp. Thầy cũng sẽ làm cho các bạn hai cách Casio và sau đó là tự luận. Nếu Casio thì ta chúng ta chỉ việc nhập vào căn bậc 2 của 8 cộng 2x trừ 2 dưới mẫu căn bậc 2 của x cộng 2 chúng ta nhập vào ở đây tức là trừ 2 cộng là số lớn hơn trừ 2. Chúng ta gọi trừ 2 cộng, như vậy chúng ta sẽ cộng thêm. Khi nãy có hai giá trị nhỏ, thầy đã gán phần if. Ở đây thầy có thể cộng thêm if. Nhân cho 10 mũ trừ 6, như vậy chúng ta có thể xem đây. Chính là cái giá trị là vô cùng bé. Thì cái giá trị này chúng ta tương đương như là số 0. Chúng ta nghiêng vào đáp án tương đương. Ở Casio chúng ta cũng có hai cách, một là chọn giá trị gần đúng, hai đó chính là chúng ta sử dụng đạo hàm. Bây giờ nếu chúng ta sử dụng đạo hàm thì chúng ta xem thử, đây chính là tính năng tính đạo hàm 8 cộng cho 2x trừ 2 tại x bằng trừ 2. Và lưu ý cái tính năng đạo hàm, bởi vì chúng ta chưa học thì đạo hàm nó có hai kiểu, chúng ta chỉ hay áp dụng cho nghiệm, đây là nghiệm đơn, còn đối với nghiệm kép thì cái việc chúng ta sử dụng đạo hàm mà sử dụng máy tính như thế này thì nó không có hiệu quả lắm. Chúng ta bắt đầu, chúng ta chia cho, ở đây là căn của x cộng 2 tại x là trừ 2. Ở đây nó báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta qua cách số 2, đó chính là chúng ta nếu chúng ta làm trực tiếp thì như thế nào. Gặp căn nhân liên hợp, như vậy trên tử 8 cộng cho 2x trừ 4 dưới mẫu x cộng 2. Bây giờ tới phiên chúng ta bổ sung, chúng ta dưới mẫu thì chúng ta sẽ bổ sung đây là căn của x cộng 2. Bây giờ trên tử trừ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm cộng. Và chúng ta thấy ngay ở đây là 4 cộng cho 2x rút số 2 ra ngoài. Căn này 0 dưới mẫu số 4, như vậy đáp án là 0. Qua câu số 10, một trừ x, ở đây chính là trừ một trừ x dưới mẫu, chúng ta chỉ cần rút x bình ra là chúng ta thấy ngay đây chính là một trừ x. Ở đây giới hạn này nó phải là tiến tới một trừ thì mới được. Nếu mà người ta để y như thế này thì cái giới hạn này nó sẽ là không tồn tại.
Lý do cái giới hạn này nó chỉ tồn tại khi là giới hạn phải bằng giới hạn trái, tức là khi x tiến tới 1 cộng nó bằng giới hạn khi x tiến tới 1 trừ. Nhưng ở đây nó chỉ tồn tại khi x tiến tới 1 trừ, tức là biến thành 1. Khi x tới 1 cộng tức là x nó lớn hơn 1, thì khi đó 1 trừ x âm, thì khi đó là cái giới hạn này nó sẽ không có tồn tại. Vậy bài này chính xác, người ta sẽ sửa đây là 1 một trừ. Thì bây giờ chúng ta thử lại. Đầu tiên chúng ta dùng máy tính, chúng ta thử lại xem thử như thế nào. Căn của 1 trừ x cộng x cộng 1 với mẫu x bình trừ x mũ 3. Tiến tới 1 trừ, như vậy là thầy bấm 1 và thầy trừ đi cái giá trị này à, 0,999. Như vậy ở đây nó chính là cái số gần 1, chúng ta chọn phương án D. Thì bây giờ chúng ta làm theo kiểu tự luận xem thử như thế nào. Tiếp tục ý này thì chúng ta thấy ngay, chúng ta rút căn ra, rút ra thì khi đó chúng ta sẽ được chia 1 chia cho căn x bình, giá trị phía sau trừ 1 trừ x chia cho tiến tới 0, thế số 1 vào, như vậy đây là tiến tới 1. Chúng ta qua câu số 11, giới hạn bằng bao nhiêu? X bình cộng 3x trừ 4, x bình cộng 4x khi x tiến tới trừ 4. Và một số bài toán thì khi nhìn là nó có vẻ phức tạp, nhưng thật ra một số bài người ta chúng ta chỉ việc là thay giá trị vào là xong, thầy không không nói đến bài này. Y tiến tới trừ 4, đây chính là dạng không chia không. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta nhập vào trừ 4 cộng f 5 phần 4, chúng ta xong. Câu 12, khi nãy thầy có nói chúng ta chuẩn bị làm tiếp. Các bạn có thể bấm dừng video, chúng ta thực hiện các bài tập này. Và các bài tập này có lẽ thầy sẽ thực hiện ở phần 2. Chúng ta kết thúc phần 1 tại đây. Các bạn đăng ký kênh YouTube Toán cấp 3 để nhận những video mới nhất từ tác giả. Và cũng đừng quên là like, cũng như là chia sẻ video đến các bạn của mình nhé. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.